Xin chào các bạn. Hôm nay tôi xin chia sẻ mà tại sao bạn cần phân biệt giữa tài sản và tiêu sản. Tác giả của bộ sách Dạy con làm giàu, Robert Kiyosaki đã chia sẻ cách phân biệt giữa tài sản và tiêu sản như sau. Tài sản là thứ cần để lâu, còn có giá, là tiền đẻ ra tiền. Tài sản là nó nuôi ta. Và tiêu sản là ta phải nuôi nó. Tài sản là khi bạn mua một ngôi nhà và cho thuê, hàng tháng tiền thuê chảy đều đặn vào túi của bạn. Có lẽ là gọi là tài sản. Tiêu sản, khi bạn mua một chiếc ô tô và nếu bạn vay tiền để mua, cái xe lấy tiền của bạn và cả ngân hàng cũng lấy tiền của bạn từ việc cho vay. Hàng tháng lấy tiền từ túi bạn ra. Xe lấy tiền của ta, không chỉ tiền xăng, tiền gửi xe, tiền bảo hiểm, mà còn mắc tiền khi ta đi ăn hay đi cà phê, phải tìm chỗ gửi xe, đổ xe. Vậy cái xe là tiêu sản, nó là mắc tiền của bạn. Sai lầm hầu hết của mọi người là hay thích mua những tiêu sản hơn là những tài sản. Khi thấy điện thoại giảm giá, xe máy, ô tô và các món hàng từ siêu thị giảm giá thì mua ngay. Trong khi các bất động sản như nhà, đất, cổ phiếu, vàng, bạc giảm giá thì lại không quan tâm, không có mua. Không mua tài sản mà chỉ mua tiêu sản. Đó là cái sai lầm của chúng ta. Và tiếp đến, tôi xin chia sẻ về thu nhập và chi phí. Ở đây thu nhập là bao gồm lương, cho thuê nhà bất động sản, lợi nhuận từ việc kinh doanh cổ phiếu, kinh doanh về doanh nghiệp, lợi nhuận từ việc đầu tư, nhiều đầu tư khác. Và chi phí là những gì? Chi phí là thuế đất, nợ vay ngân hàng, bảo hiểm, thức ăn, quần áo, những sinh hoạt hàng ngày, tiền điện, tiền nước, vân vân, giải trí như sinh hoạt, tiền nuôi con, mọi thứ. Đó là chi phí. Mục đích của ta là tăng thu nhập và giảm chi phí và phân biệt giữa tài sản và tiêu sản. Tiêu sản là nợ vay ngân hàng, nợ thế tín dụng, thuê nhà, tiền thế, vân vân, mọi thứ. Và tài sản là gồm có tiền mặt, về doanh nghiệp, doanh thu từ doanh nghiệp, doanh thu từ cổ phiếu, chứng khoán, dòng tiền từ cho thuê bất động sản, đầu tư về tài chính và bản quyền tác giả. Khi cọc tài sản của ta lớn, thì ta sẽ tạo nên thu nhập lớn. Và thu nhập lớn thì tạo nên cọc tài sản lớn. Vòng lặp như vậy, thì tài sản của ta càng lớn thì thu nhập càng tăng, giúp chúng ta có sự giàu có. Và ngược lại, chi phí còn lớn thì tiêu sản còn lớn. Tiêu sản còn lớn dẫn đến chi phí còn lớn thì giúp chúng ta, làm chúng ta nghèo đi. Tiêu sản còn lớn dẫn đến chi phí còn lớn. Điều này giúp chúng ta nghèo đi hàng ngày. Nghèo đi. Vì vậy, hôm nay tôi chia sẻ với các bạn là tại sao cần phải phân biệt giữa tài sản và tiêu sản. Và sắp tới có điều kiện, tôi sẽ chia sẻ về bộ sách Dạy con làm giàu của tác giả Robert Kiyosaki. Đây là bộ sách mà tôi đã đọc lần đầu tiên và học và làm theo, giúp tôi có được những kiến thức trong việc đầu tư bất động sản cũng như chứng khoán và kinh doanh. Tôi xin chia sẻ kiến thức này để giúp các bạn, các anh chị có được cái sự phân biệt giữa tài sản và tiêu sản và giúp chúng ta thành công hơn. Xin cảm ơn. Xin chào các bạn. Tôi xin chia sẻ những kiến thức này ngoài mục đích ôn lại những kiến thức cho chính mình, những bài học từ sách vở, từ những người thầy, dù chỉ thông qua Internet. Xin chân thành cảm ơn tất cả vì đã giúp tôi. Các bạn có xem qua các video của tôi, thấy phù hợp, cùng đam mê, cùng chí hướng thì hãy đăng ký, chia sẻ, giúp cho chính mình, bạn bè và cộng đồng ngày còn tốt hơn, hạnh phúc hơn và thành đạt hơn. Mỗi người chúng ta, ai cũng cần có tam bảo cho riêng mình. Một là thầy giỏi, hai là bạn tốt, ba là sách hay. Chúc các bạn
thành công.